Quý anh chị, hôm nay Halo xin hướng dẫn cho mình cách lắp đặt bộ sạc treo tường 7kW đến từ hãng EV Fast. Đầu tiên trong hộp chúng ta sẽ có là một cái hộp sạc, một cái bát treo để mình treo cái hộp sạc này lên trên tường, và một cái giá đỡ súng sạc. Ngoài ra trong hộp sẽ có lắp sẵn cho mình một cái sợi dây nguồn một pha để mình lắp trực tiếp vào cầu giao ở nhà mình. Về những vật tư cần thiết trong quá trình lắp đặt thì ở đây tụi em nên có chuẩn bị là một cái hộp đựng cầu dao có chức năng chống bụi, một cái cầu dao RCPO một pha, tức là cầu dao chống giật anh chị ha. Thì cái này nó sẽ nâng cái khả năng an toàn lên cho trong quá trình sử dụng của mình. Anh chị có thể tham khảo thêm tại trên website bên em. Ngoài ra chúng ta sẽ cần có kềm, tu vít và một cái súng khoan. Ở đây là tất cả những thứ chúng ta cần thiết trong quá trình lắp đặt bộ sạc treo tường, và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp đặt. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ lắp hộp cầu dao lên trước. Đối với những ai mà đã và đang sử dụng loại cầu dao tại gia đình mình sẽ không cần phải làm bước này. Còn đối với những ai mà đang có nhu cầu lắp một cái bộ cầu dao gần với cái chỗ sạc, hoặc là mình muốn đổi cái loại cầu dao RCPO, mình sẽ làm cái bước này chị ha. Ở giữa cái hộp cầu dao nó sẽ có một cái thanh, thì cái thanh đó thì nó tác dụng của nó là để lắp cái ngàm của trên cầu dao lên để cho nó cố định cái cầu dao lại. Chúng ta lắp xong thì giờ chúng ta sẽ dẫn nguồn điện tới cầu dao. Vì đây là cầu dao một pha nên chúng ta chỉ cần có lắp hai sợi là sợi L1 và sợi dây trung tính. Ở đây cái sợi L1 tức là cái sợi dây màu đỏ ở đây, còn cái sợi dây trung tính là cái sợi dây màu xanh. Ở trên bộ cầu dao nó sẽ có ký hiệu là có cái chữ N, đó là cái ký hiệu của trung tính. Sau khi chúng ta lắp dây nguồn xong thì giờ chúng ta sẽ lắp cái hộp sạc lên. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ lấy cái bát treo của nó ra. Và chúng ta sẽ khoan lên trên vị trí mà chúng ta mong muốn lắp đặt tại nhà của mình. Sau khi chúng ta xiết ốc nó vào rồi thì giờ chúng ta sẽ lấy cái hộp sạc ra. Bây giờ chúng ta sẽ treo lên đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy cái dây nguồn ở trên bộ hộp sạc và giờ chúng ta lắp vào cầu dao. Ở đây tương tự như vậy, nó cũng sẽ có 3 sợi nhưng mà chúng ta chỉ có lắp 2 sợi vào cái cầu dao thôi. Đó là cái sợi dây màu nâu. Ở đây là cái dây màu nâu nó là L1, còn màu xanh nó sẽ là cái dây N, là cái dây trung tính. Cũng theo thứ tự vậy thì cái dây trung tính nó sẽ nằm bên phải và cái L1 bên chúng ta sẽ nằm bên phía tay trái. Rồi giờ chúng ta lắp cái nắp cái cầu dao lên. Rồi giờ cuối cùng là giờ chúng ta chỉ có lắp cái giá đựng súng sạc lên. Rồi bây giờ chúng ta chỉ có việc treo cái súng sạc lên. Ví dụ sau này trong quá trình mình sử dụng xong rồi mình hãy cắm nó vào trên giá đỡ này, nó sẽ giúp cho cái không gian mình nó gọn gàng hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài để em cắm nguồn vô cho nó và chúng ta sẽ test. Em vừa mới cắm nguồn cho bộ cầu dao xong. Bây giờ chúng ta cùng nhau bật cầu dao lên để test cái hộp sạc. Này, mình trên hộp sạc nó đã nháy đèn power ở đây rồi anh chị ha. Bạn đang nằm ở trong chế độ chỉ đồ, tức là chế độ chờ. Và đây là tất cả các bước thiết lập bộ sạc treo tường 7kW đến từ hãng EV Fast. Em mong anh chị ủng hộ bên em. Cảm ơn anh chị đã xem hết video này.